bánh mì ăn nó mới ngọt rồi. Chín rồi lên màu đẹp vậy. Cái công đoạn của chiên thì bạn lấy thời chiên buổi sáng rồi, bạn qua cả ngày rồi. À, cô bán mấy, tới mấy giờ chiều cô? 8:30. 18:30 bán tới 18:30. À, trời đã chưa? Lật lên cái nhìn. Quá. Tính ra dạy chiên cũng nhanh ha. Nó lên màu đẹp quá. Lật một lần nữa là chín rồi. Chín nó đỏ là đã chưa? Ngon quá, hấp dẫn quá. Đứng ngay cái đầu hẻm 258 là Dương Bá Đạt. Dạ xin chào mọi người, hôm nay thì mình ghé ở cái hẻm là 258 Dương Bá Đạt để mà chia sẻ mọi người một cái xe bánh mì chiên. Bánh mì chiên tôm nha. À, hai con tôm. Ồ. Tôm này nó bự làm hai con nó đầy cái bánh mì luôn à. Cái nồi dầu này chị chiên được 4 cái là hết rồi ha. 5 cái luôn. Hay hai con giờ là bán bao nhiêu cái gì? 15.000 một cái. Giờ kém thì ra là bắt đầu chiên rồi đó, chiên xong khoảng 5 phút nữa là có bán rồi. Cái nữa cái được cái bánh mì, được cái bánh mì với hai con tôm 15.000. Thank you.
này dầu nó sôi rồi nó chiên được gì ha. Đây, bây giờ thì được rồi, vớt ra đây cho nó ráo dầu. Giờ 7 rưỡi là cô bắt đầu ra đây, có mặt ở đây để chiên rồi. Đó. 5 phút, hơn 5 phút một chút là có bánh đó. À, bánh mì để nguội, tôi sẽ cắt làm đôi ra, một cái cho là nửa cái bánh mì. Chiên cái nó nở to hơn không? Để cho nó giòn rồi. Chủ nhật gì có bán không? Ngày nào cũng bán. Để lọc cũng bán. Bán suốt rồi hả? Bán suốt luôn. Nào mệt cứ nghỉ ngày. Nó nở cái bột ra cái to, cái miếng bánh nó to hơn rất là nhiều luôn á.
bán xe bánh mì chiên ngày lâu chưa? 2 năm mấy rồi. Cái mì đen là tương đen hả? Dạ, tương đen. Cái đầu hẻm 285 đó, người ai ăn thì ghé ngày nào cũng bán á.